Với tạo hình sát nguyên tác và diễn xuất ấn tượng, dàn diễn viên thực lực của bộ phim truyền hình Thiên Long Bát Bộ gồm Trần Hạo Dân, Huỳnh Nhật Hoa, Phan Thiếu Hoàng, Lý Nhược Đồng đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và 26 năm trôi qua. Mỗi người đã có một cuộc sống một ngã rẽ, song tự chung lại là những scandal, những thăng trầm khó khăn bủa vây. Mặc dù được làm nhiều phiên bản, song Thiên Long Bát Bộ được chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng nhất của nhà văn Kim Dung ở phiên bản năm 1997 do TVB sản xuất, được xem là xuất sắc nhất. Ở đó, đoàn dự Trần Hạo Dân đã thăng hoa trong cảm xúc của nhân vật đến mức giúp anh nổi tiếng khắp châu Á. Sau vai diễn này, thì Sao Nam liên tiếp có mặt trong các dự án lớn và thậm chí được đánh giá là anh cả của TVB trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, về sau này thì Trần Hạo Dân lại vướng vào nhiều scandal như khiếm nhã với đồng nghiệp này, la cà quán bar, khiến danh tiếng của Sao Nam bị ảnh hưởng trầm trọng. Sau những sai lầm của tuổi trẻ thì Trần Hạo Dân đã thay đổi để trở thành người đàn ông chung thủy, yêu vợ thương con. Anh liên tục chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình trên trang cá nhân. Tuy nhiên, những gì đã làm trước đó khiến nam tài tử khó có thể lấy hình đẹp trong mắt công chúng. Về sự nghiệp thì việc nhận bừa kịch bản, tham gia các phim kém chỉn chu, đầu tư ít ỏi cũng khiến tên tuổi của tài tử họ Trần đi xuống. Thậm chí có ý kiến gay gắt cho rằng ngôi sao phim Thiên Long Bát Bộ chính là ông hoàng phim rác. Ở thời điểm hiện tại, vì công việc đóng phim không đủ trang trải để nuôi 4 con nhỏ, vì vậy Trần Hạo Dân phải chuyển sang hoạt động trực tuyến như là livestream giao lưu cùng người hâm mộ ở tuổi U55. Nam diễn viên Huỳnh Nhật Hoa đảm nhận vai Kiều Phong, một trong 3 nhân vật chính của tác phẩm. So với hai người em kết nghĩa là Đoàn Dự và Hư Trúc thì Kiều Phong được đánh giá là có võ công cao cường nhất nhưng cuộc đời lại bi thương nhất. Huỳnh Nhật Hoa thuộc ngũ hổ tướng bao gồm Lưu Đức Hoa này, Lương Triều Vĩ, Thang Trấn Nghiệp, Miêu Kiều Vĩ, đình đám một thời. Ngoài vai diễn anh hùng Cái Bàng Trượng Nghĩa, Sao Nam họ Huỳnh còn nổi tiếng khắp châu Á nhờ phim Nghĩa Bất Dung Tình, Ông Chủ Trường Đua, Bích Huyết Kiếm. Thời điểm tham gia Thiên Long Bát Bộ thì Huỳnh Nhật Hoa đã kết hôn với nữ diễn viên Lương Thiết Hoa, nam tài tử nổi tiếng là người hết lòng yêu thương vợ con. Tuy nhiên thì cuộc sống lại chẳng hề màu hồng khi mà vợ Huỳnh Nhật Hoa mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đây thì những tài sản giá trị trong nhà nam tài tử đã hết dần hết mòn, thậm chí ông còn phải làm nhiều việc để kiếm tiền trả nợ cho vợ. Mọi thứ đã kết thúc khi bà xã Huỳnh Nhật Hoa ra đi mãi mãi sau 7 năm chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của người vợ yêu thương khiến nam tài tử suy sụp, ông thậm chí còn phải gặp bác sĩ tâm lý. Có lẽ đây là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời của Huỳnh Nhật Hoa. May mắn khi được con gái và bạn bè đồng nghiệp tích cực động viên, chàng Kiều Phong một thời đã dần lấy lại được phong độ và vượt qua những tháng ngày đen tối. Hiện tại thì ông đã sống cuộc sống vui vẻ tích cực, mặc dù không tham gia hoạt động nghệ thuật đều đặn, song thỉnh thoảng nam tài tử vẫn xuất hiện trong một số chương trình truyền hình và sự kiện giải trí. Ngoài ra thì ông thích đá bóng, làm nến và tụ họp trò chuyện với những người bạn thân thiết. Sau khi đảm nhận vai diễn Hư Trúc, sự nghiệp của Phan Thiếu Hoàng đã phất lên như diều gặp gió. Anh thậm chí còn được kỳ vọng là sẽ kế tục Lý Liên Kiệt, Thành Long trong dòng phim hành động bởi lẽ có gốc là gia đình làm nghệ thuật. Thế nhưng khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì Phan Thiếu Hoàng lại liên tiếp dính vào tai tiếng. Năm 23 tuổi, ngôi sao Thiên Long Bát Bộ bất ngờ kết hôn với nữ diễn viên Trần Thị Hoa và không được gia đình chấp nhận. Khi sinh con thứ hai thì gánh nặng kiếm tiền cùng quan hệ với Trần Thị Hoa xấu đi, khiến Phan Thiếu Hoàng mắc bệnh tâm lý nặng. Sau ly hôn thì Phan Thiếu Hoàng công khai hẹn hò với nữ diễn viên giả hiểm thân. Ở thời điểm đó thì cặp đôi bị chỉ trích gay gắt vì nhiều người cho rằng là giả hiểm thân là kẻ thứ ba xen vào một quan hệ giữa Phan Thiếu Hoàng và vợ cũ. Bên cạnh đó thì nam diễn viên còn gặp rắc rối khi bị tố nợ nần, từ đây mà sự nghiệp của nam tài tử đi xuống. Hiện tại thì Phan Thiếu Hoàng vẫn đóng phim, tham gia sự kiện nhưng mà anh không thể trở lại như xưa. Lý Nhược Đồng là nhân vật nữ để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho khán giả trong Thiên Long Bát Bộ phiên bản 1997. Với nhan sắc xinh đẹp cùng khí chất thoát tục, Sao Nữ luôn được đánh giá là nàng Vương Ngữ Yên kinh điển nhất màn ảnh. Trong lúc sự nghiệp đang nở rộ thì Lý Nhược Đồng bất ngờ chạy theo tiếng gọi của tình yêu, dành cả 10 năm thanh xuân để ở bên doanh nhân hơn 10 tuổi Quách Ứng Tuyền. Thế nhưng mà Lý Nhược Đồng lại chỉ nhận lại những cay đắng. Năm Lý Nhược Đồng 42 tuổi thì cô bị bạn trai bỏ rơi phũ phàng. Không lâu sau đó thì cha cô đột ngột qua đời. Hai cú sốc liên tiếp khiến tinh thần của nữ diễn viên suy sụp kiệt quệ. Cô mắc bệnh tâm lý, thậm chí từng nghĩ đến quyên sinh. Đến năm 2013 thì mỹ nhân quyết tâm tái xuất làng giải trí để rũ bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời. Ở tuổi U60 hiện tại thì Lý Nhược Đồng gây ngỡ ngàng khi vẫn hoạt động sôi nổi trong showbiz với một ngoại hình trẻ trung, năng động. Cô nàng vẫn tích cực đóng phim, đa show quảng cáo, livestream bán hàng, trình diễn thời trang làm người mẫu. Khi không có lịch trình thì Lý Nhược Đồng thích tập yoga, nấu nướng thay vì dành thời gian cho hẹn hò và yêu đương. Bạn nghĩ sao trước cuộc sống hiện tại của những nhân vật nổi tiếng một thời này? Hãy chia sẻ quan điểm với iBiz nha!